Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Hello cả nhà, ngày hôm nay thì Cường vừa về được một bộ micro sensor EVDUB500G3. EVDUB500G3 nhé quý anh chị. Thì đây trước mặt quý anh chị đây là cái rack server của bộ micro sensor EVDUB500G3. Đây. Cường sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem ha. Đây là cái mặt trước của nó này quý anh chị. Thì ngay chỗ cái góc trên này này quý anh chị. Đây, mình quay gần cho quý vị xem. Góc trên này nó có trầy chút xíu nhá. Đây, nó có cấn chút xíu ngay chỗ này này. Đó. Cấn chút xíu ngay chỗ này quý anh chị nhé. Đấy. Còn hình thức thì tất nhiên cụ thì nó phải trầy. Nó phải trầy, nó ố một chút xíu, một chút ít thôi. Không có trầy ố nhiều ha. Đây, đây là mặt sau của nó này quý anh chị. Đây, sau đồ đẹp. À, và cái anten thì nó rơi cái anten thì bị mất hai cái chốt cho nên mình đã thay hai cái chốt khác vào nhé. Anten này, hai cái cây chốt sắt này quý anh chị nha, mình đã thay cái cây chốt vào đó. Đây này không ảnh hưởng ha, quan trọng là giá tốt. Đây EVDUB500G3 quý anh chị nhé, đặc biệt là đầu 935. Tay thì còn khá đẹp, tay thì trầy một số vệt nhỏ thôi. Đây, có trầy một đường này. Cái này là lý do là bên kia người ta dán keo á. Người ta dán keo, người ta rạch vào trúng cái cây micro, mình lột ra đó quý anh chị. Đây, quay góc nào cho nó sáng cho quý anh chị chúng ta xem cho nó dễ. Hình thức thì khá đẹp á, tay thì khá đẹp đó quý anh chị. Đó. EVDUB500G3 sử dụng cái đầu E935. Đầu E935 nhé quý anh chị. Rồi và sau đây thì Cường sẽ test thử cái chất âm của cái bộ này cho quý anh chị chúng ta nghe thôi ha. Và cái bộ EVDUB500G3 mà sử dụng cái đầu E935 này á, giá thị trường nó dao động tầm 14 cho tới 15 triệu ha. Tuy nhiên thì cái bộ này Cường bán giá rất là tốt. Và Cường xin phép cái bộ này không báo giá công khai. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Cường xin nhắc lại là cái bộ này giá thị trường nó tầm 14-15 triệu nhé. Tuy nhiên cái bộ này Cường bán rẻ hơn nha. Cường bán rẻ hơn khá là nhiều. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại, sẽ có giá tốt cho quý anh chị. Ngoài ra thì mình còn một cái bộ EVDUB100G3 này, sử dụng đầu 845 rồi quý anh chị này. Tay này thì ở bên đó người ta đã đi lại nước sơn nhá. Tuy nhiên còn nước sơn người ta đi lên rất là đẹp mà quý chị. Đó. Thì cái bộ này Cường bán với giá 8 triệu 7 thôi nhá. Bộ EVDUB100G3 này. Bộ này Cường bán với giá 8 triệu 7 thôi quý chị nhá, 8 triệu 7. Còn cái EVDUB500G3 đầu 935 này á thì quý anh chị vui lòng inbox qua Zalo hoặc là alo trực tiếp với số điện thoại Cường thì sẽ có giá tốt nhá. Giá thị trường nó dao động tầm 14 cho tới 15 triệu đấy. Sau đây thì mời anh chị nghe thử chất âm của nó nhé. Cường sẽ test thử chất âm. Cường lấy chất âm trực tiếp từ trong cái mixer và Cường ghép vào cái video để cho quý anh chị chúng ta nghe cho nó thực tế nhé. Đó, rất đẹp quý anh chị nhé, không có xấu đâu. Cái red thì nó có hơi trầy xước thôi, cấn góc đây này. Đấy, có mấy vết ố ở đây. Còn tay thì như thế này là khá đẹp, nó xước một đường. Một đường này không phải là xước mà vì người ta dán keo, người ta rạch vào trúng cái thân micro. Mình đã lột keo ra mới toanh, nước sơn bóng bậy luôn. Đó. Trầy ít lắm nhá quý anh chị. Như thế này là khá đẹp. Hàng cũ thế này là khá là đẹp rồi quý anh chị nhá. Rồi sau đây mời anh chị nghe chất âm của nó ha. Ok cả nhà, và bây giờ thì cả nhà đang nghe Cường đang nói ở trên cái micro sensor EVDUB500G3 sử dụng đầu E935, đầu series 9 nha quý anh chị. Thông thường thì EVDUB500G3 mà gắn mấy cái đầu 835 rồi thì giá thị trường nó đã tầm 14-15 rồi. Tuy nhiên cái bộ này gắn đầu E935 nhưng Cường bán giá rất là thấp. Và nếu như quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp, sẽ có giá tốt cho quý anh chị nha. Và cái hình thức này nọ thì
như đoạn đầu clip Cường đã review mô tả chi tiết rồi quý anh chị nhé. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta nghe thử chất âm của cái bộ micro này. Và trong lúc mà Cường đang nói chuyện, đang cầm cái micro á, thì cái tiếng quý chị đang nghe đó là tiếng của EVDUB 500G3 đầu 935. Và sau đây Cường test thử một đoạn vocal. Xin mời quý chị, quý anh chị chúng ta cùng nghe ạ. Như thường lệ thì mình thích cái bài Một Thổ Yêu Người đấy. Mình hát thử khúc nhé. Rồi mình lên reverb. Mình dùng reverb thôi nhé. Mình không có bao giờ test micro mà để cái tiếng echo nó nhái lồng lồng giống như hát karaoke đâu quý anh chị nha. Đó, quý anh chị nào nghe không quen thì chê khô nhưng mà thông cảm nhé. Mình test những cái bộ micro chuyên nghiệp, không bao giờ mình dùng delay nhái oang oảng. Đây, sóng tiếng rất ok. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó. Mộng đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ok, tiếng chất âm rất là tuyệt quý chị ạ. Nghe nó rất là dày dặn ha. Nó khác hẳn với lại cái thằng EVDUB 100G4 ha. EVDUB 100G4 mà so sánh với lại EVDUB 500G3 thì xa vời lắm quý anh chị nha. Rất xa vời. Mà nó đang sử dụng cái đầu 935 nữa. Rất là tuyệt quý anh chị nha. Thì quý anh chị chúng ta nghe cũng cảm nhận được rồi đấy. Chất âm rất là hay nha. Và cái bài vừa rồi mình không thuộc cho lắm. Mình hát không quen á. Mình hát gọi là cố gắng hát á. Mà mình cảm thấy nghe nó cũng rất là dễ chịu, chất âm nó rất là dày dặn quý anh chị nha. Và quý anh chị nào muốn sở hữu bộ này thì liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường nha. Bây giờ xin chào quý anh chị.